Thưa quý vị, câu chuyện cổ tích đời thường về tình thầy trò giữa cậu bé tí hon dân tộc Hờ Rê và người thầy giáo từng gây xúc động đến cả nước. Kém may mắn khi không phát triển như các bạn, nhưng bù lại, Cờ Rể không chỉ có được tình yêu thương từ cha mẹ, những người bạn, mà em còn được rất nhiều người yêu quý, luôn bên cạnh, yêu thương giúp đỡ. Tuy nhiên, giờ đây Cờ Rể đã về với đất mẹ núi rừng yêu thương. Trong bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng xem lại những hình ảnh đẹp về hai thầy trò đã làm lay động nhiều trái tim. Trường phổ thông dân tộc bán trú Sơn Ba, vùng núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi chính là nơi chứng kiến câu chuyện cổ tích thời hiện đại về tình thầy trò. Đinh Cơ Rể, dù 9 tuổi, 10 tuổi hay 11 tuổi, nhưng lúc nào hình dáng của em cũng tí hon, thậm chí còn nhỏ hơn nhiều trẻ sơ sinh. Nếu không có thầy giáo Đặng Văn Cương xin em về trường để chăm sóc và dạy học, chắc không ai có thể tưởng tượng Cơ Rể sẽ ra sao giữa núi rừng bao la. Em đã có thêm một người cha thứ hai. Cô dạy cầm phấn như thế nào? Đây này này. Đó. Dạy cầm phấn là ba ngón tay, nhưng mà viên phấn to quá và mai thầy Cương kiếm cho viên phấn nhỏ hơn này. Lặn lội ra Hà Nội vài lần, ấn tượng của thầy Đặng Văn Cương là những lần xét nghiệm máu của Cơ Rể. Đâu? Xong rồi. Ai cũng thế thôi. Bởi vì thấy nó nhỏ mà lấy nhiều máu vậy. Nên cái từ bắt đầu sang cái ống máu thứ ba đấy là trò khóc, thầy cũng chảy nước mắt, là cũng sợ. Cơ Rể không nói được, nhưng hiểu hết tình cảm đặc biệt của thầy Cương, chỉ nghe và làm theo lời thầy. Và ước mơ của người thầy cao lớn luôn đi bên cạnh cậu học trò tí hon. Chỉ mong Cơ Rể cao lớn hơn được một chút, Cơ Rể có thể tự làm được những việc phục vụ bản thân mình và luôn vui tươi như bao đứa trẻ khác. Ước mơ của một người thầy, một người cha chỉ giản dị thế thôi. Đến nay, câu chuyện cổ tích về tình thầy trò đã đến hồi kết, đúng như những gì các nhà khoa học, các bác sĩ đã tiên đoán. Đến với cuộc sống bằng sự thiệt thòi, nhưng cuộc đời đã mang cho Cơ Rể nhiều hạnh phúc. Tạm biệt cậu học trò tí hon.